ngôi biệt thự số 30 đường Hoàng Diệu từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều thế hệ quân đội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ở và làm việc tại ngôi nhà này tới nay đã gần nửa thế kỷ. Lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại có những người con của nhân dân được tôi luyện và lớn lên trong đấu tranh đã trở thành đối tượng của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử trên thế giới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc trường hợp này. Nhà sử học người Mỹ Cecil Curry đã nói lên một đặc thù của cuộc kháng chiến Việt Nam qua vị tổng tư lệnh trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Võ Nguyên Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành cuộc chiến đấu chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính mà vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế quốc Nhật, quân đội Pháp và quân đội Mỹ. Đối với chúng ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh cả quân đội. Quảng Bình, dải đất hẹp miền Trung ở ven biển Đông, miên man những cồn cát trắng và những cây phi lao cằn cỗi, xen với cỏ dại khô cháy trong những đợt gió Lào. 90 năm trước, trong một mùa mưa, nước sông Kiên Giang lên cao, tại làng An Xá bị nước nhấn chìm, ngày 25 tháng 8 năm 1911, cậu bé Võ Nguyên Giáp đã ra đời. Năm 14 tuổi, Võ Nguyên Giáp thi vào trường Quốc học Huế. Cố đô Huế là nơi anh tiếp xúc với những phong trào yêu nước và cách mạng. Anh được đọc bản án chủ nghĩa thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc, người sẽ có ảnh hưởng quyết định đến sự nghiệp của anh sau này. 17 tuổi, anh tham gia Đảng Tân Việt. Năm 1931, anh bị mật thám Pháp bắt rời khỏi Huế. Anh ra Hà Nội vừa học, vừa làm báo và tiếp tục hoạt động cách mạng. Võ Nguyên Giáp tốt nghiệp cử nhân luật và kinh tế, trở thành giáo sư sử học ở trường Thăng Long. Năm 1940, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng được tổ chức đưa sang Vân Nam, Trung Quốc gặp Nguyễn Ái Quốc. Nước Pháp đã bị quân phát xít Đức chiếm đóng. Bác quyết định mọi người nhanh chóng trở về nước. Tại Bắc Bó, bác chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 quyết định thành lập mặt trận Việt Minh, chuẩn bị vũ trang tổng khởi nghĩa, giành chính quyền từ tay thực dân Pháp và phát xít Nhật. Võ Nguyên Giáp được bác trao nhiệm vụ đi xây dựng phong trào Việt Minh tại Cao Bằng. Đồng bào địa phương coi anh như ruột thịt. Hơn nửa thế kỷ qua với bao biến thiên, ông trở lại Cao Bằng. Đồng bào dân tộc nhiều thế hệ vẫn dành cho ông những tình cảm như xưa. Giữa năm 1944, cuộc khủng bố của Pháp ở Cao Bắc Lạng lên tới cực điểm. Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng quyết định khởi nghĩa. Bác Hồ nhận định, bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Người quyết định thành lập một đội tuyên truyền vũ trang đầu tiên. Đại tướng nhớ lại. Trong một cuộc hội nghị, cùng ban về chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, có anh Hùng Chí Kiên, anh Vũ anh Đồng, nhiều anh khác nữa. Thì bác nói là bây giờ thì chúng ta sẽ là quân giải phóng. Thì bác nghe một hồi, bác nói là việc này thì tôi rất bất ngờ. Chú Văn có thể làm được không? Tôi thì rất phấn khởi. Tôi trả lời là thưa bác, làm được. Bác hỏi tiếp, nhưng mà địch thì mạnh hơn ta. Thế thì chú có thể làm thế nào mà địch nó không tiêu diệt ta được không? Thì tôi trả lời là thưa bác, nhất định không thể tiêu diệt được, mà ta cần phải giành thắng. Đêm trước ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Võ Nguyên Giáp tới gặp bác Hồ tại hang Bắc Bó. Bác căn dặn, trong vòng một tháng phải có hoạt động, trận đầu nhất định phải thắng lợi. Đại tướng nhớ lại. Tôi muốn nói một kỷ niệm sâu sắc nhất. Lúc bấy giờ, trong hang Bắc Bó,
trong một đêm đông lạnh lẽo của Cao Bắc Lạ, tôi nằm bài bác trên cái giường gỗ làm bằng cái gỗ ghép lại đó, nằm đau lưng lắm. Bàn về chuyện chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, bằng bác dừng lại cho bác nói: "Chú Văn à, làm cách mạng à, dĩ công vi thượng." Rồi bác ngừng lại: "Dĩ công vi thượng, tất cả vì nước vì dân, không mảy may có một cái suy nghĩ gì khác. Đó chính là cái đạo đức cao cả nhất của cái người cán bộ, người cách mạng, người đảng viên." Tôi nhớ mãi cái câu đó, và là suốt đời cho đến ngày nay tôi làm đúng cái lời của bác: dĩ công vi thượng. Nơi đây, tại Châu Nguyên Bình, ngày 22 tháng 12 năm 1944, Trung đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 người đã ra đời. Đồng chí Võ Nguyên Giáp nói trước hàng quân: "Theo chỉ thị của đoàn thể, dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, tôi xin tuyên bố đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập. Từ giờ phút này, các đồng chí sẽ noi theo ngọn cờ tiến lên con đường máu. Chúng ta tiến mãi cho đến ngày giải phóng của toàn dân." Nơi đây, 55 năm trước là đồn Phay Khắt. Đại tướng kể lại: "Chúng tôi đánh liền hai trận, Phay Khắt và Na Ngần. Anh Tà Mạo bắt này đánh vào nơi mà địch không có chuẩn bị. Và mỗi một trận nó 5 phút, 10 phút tiêu diệt toàn bộ quân địch, thu toàn bộ vũ khí mà ta thương vong một chiến sĩ, đó là người thương binh đầu tiên, thương vong ở ngón tay thôi. Và một tuần sau là cái đội là phát triển thành là đại đội chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Và thắng lợi như vậy là vì sao? Vì chúng tôi đã dựa vào dân, có dân thì có tất cả." Đúng như mà họ nói. Nhà sử học Pháp Philip de Villiers đã bình luận: "Những trận đánh đã nói lên tinh thần dũng cảm, sự thông minh và bản lĩnh của người cầm quân." Con phượng hoàng mới sinh bất thần tung cánh trên bầu trời bao la. Tháng 8 năm 1945, Võ Nguyên Giáp là tổng chỉ huy các đội Việt Nam giải phóng quân. Ông là bộ trưởng nội vụ trong chính phủ cách mạng lâm thời, rồi là chủ tịch quân ủy hội trong chính phủ liên hiệp. Trước ngày toàn quốc kháng chiến, ông là tổng chỉ huy quân đội quốc gia Việt Nam. Đêm 19 tháng Chạp năm 1946, tại nhiều thành phố, lực lượng vũ trang ta với vũ khí thô sơ phải chiến đấu với đội quân xâm lược trang bị hiện đại do những tướng lĩnh đã tham gia Thế chiến thứ hai chỉ huy. Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy trận đánh ở Hà Nội. Với 5 tiểu đoàn vệ quốc quân và lực lượng tự vệ thành, súng đạn cực kỳ thiếu, chúng ta đã cầm chân quân Pháp suốt 6 ngày. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang nhân dân non trẻ đương đầu thắng lợi với quân đội chính quy hiện đại của địch trong những trận đánh tại thành phố. Để đối phó với cuộc tiến công mùa đông năm 1947 của Pháp, trước thế giặc rất mạnh, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp đề nghị với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phân tán bộ đội thành những đại đội độc lập và tiểu đoàn tập trung, điều đại đội về các địa phương phát động chiến tranh du kích, dùng tiểu đoàn vận động đánh những trận nhỏ tiêu diệt và tiêu hao quân địch. Hai vạn quân Pháp tung vào Việt Bắc, mất mục tiêu bộ đội chủ lực ta, biến thành những đơn vị chiếm đóng nhỏ chơ vơ giữa núi rừng, lại phải đối phó với những trận tập kích không thể nào bảo vệ được tuyến tiếp tế hậu cần trên bộ, trên sông. Hơn nửa thế kỷ trước, sông Lô, sông Gâm, đường số 4, đường số 3 đã trở thành mồ chôn giặc Pháp. Chiến thắng Việt Bắc năm 1947 đã đánh bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch. Sau chiến dịch Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong quân hàm cho một số cán bộ quân đội. Nơi đây, xã Điềm Mặc,
huyện Định Hóa, Thái Nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 1948, Bác Hồ trao quân hàm đại tướng cho Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp. Sau khi có chủ trương chuẩn bị tổng phản công, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh lên đường đi chiến dịch biên giới. Khi ông tới mặt trận, bộ phận chuẩn bị chiến dịch đã chọn thị xã Cao Bằng làm điểm đột phá. Ông trực tiếp đi trinh sát Cao Bằng, khẳng định sự cần thiết phải chuyển điểm đột phá chiến dịch về Đông Khê, vừa sức với bộ đội ta, lại có khả năng thu hút quân viện của địch. Bác Hồ đi chiến dịch biên giới, phê chuẩn quyết tâm của Tổng Tư lệnh. Đông Khê bị tiêu diệt làm rung chuyển quân khu biên thùy của địch. Bộ chỉ huy Pháp ra lệnh cho binh đoàn Sắc Tông ở Cao Bằng rút về, binh đoàn Lơ Pa từ Lạng Sơn lên đó, tạo điều kiện cho bộ đội ta đánh địch ngoài công sự. Hai binh đoàn Âu Phi tinh nhuệ của địch bị tiêu diệt hoàn toàn, hầu hết biên giới phía Bắc giải phóng, gây cho bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp một nỗi kinh hoàng. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp khẳng định bộ đội đã thắng địch trong đánh nhỏ, hoàn toàn có khả năng tiếp tục chiến thắng quân địch khi chuyển sang thời kỳ đánh lớn. Bộ đội ta liên tiếp mở những chiến dịch lớn Trung Du, Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Tây Bắc và phối hợp với bộ đội Pa Thet Lào mở chiến dịch Thượng Lào mùa xuân năm 1953, thu những thắng lợi rất to lớn, tiêu diệt nhiều địch, giải phóng nhiều vùng đất đai quan trọng tại Bắc Bộ và vùng Bắc Lào của nước bạn. Năm 1953, Tổng Chỉ huy Quân viễn chinh Pháp Nava lập kế hoạch giành thắng lợi quyết định trong vòng 18 tháng. Nơi đây là Tiền Keo. Tháng 10, Thường vụ Bộ Chính trị họp tại Tiền Keo, Định Hóa, Thái Nguyên. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề nghị phá kế hoạch địch bằng cách mở nhiều hướng tiến công để phân tán khối quân cơ động lớn của Nava tại đồng bằng Bắc Bộ, được Bác và Thường vụ nhất trí. Bác chỉ thị lấy Tây Bắc là hướng chính. Kế hoạch Đông Xuân 1953-1954 của ta được triển khai dẫn tới sai lầm của Nava đưa một lực lượng quân cơ động lớn từ đồng bằng Bắc Bộ nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Đảng ta quyết định tiêu diệt quân địch ở Điện Biên Phủ. Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên tới mặt trận, bộ phận đi trước đã chọn phương án đánh nhanh, thắng nhanh. Ông trao nhiệm vụ trên sa bàn. Trao nhiệm vụ rồi, Đại tướng vẫn băn khoăn. Ông xuống các đơn vị, theo dõi sát tình hình địch. Sau 11 ngày cân nhắc trước giờ nổ súng, ông kiên quyết thuyết phục Đảng ủy mặt trận chuyển sang đánh chắc, tiến chắc. Nhiều cán bộ nói, nếu không có quyết định này, thì mình sẽ không có mặt trong đánh Mỹ. Với cách đánh chắc, tiến chắc, sợi dây thòng lọng hàng trăm km chiến hào dần dần siết chặt con nhím khổng lồ Điện Biên Phủ. Sau 55 ngày đêm chiến đấu, ngày 17 tháng 5 năm 1954, chiến dịch giành toàn thắng. Lần đầu, thành trì của chủ nghĩa đế quốc bị phá vỡ một mảng lớn, giờ cáo chung của chủ nghĩa thực dân đã điểm. Việt Nam, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Giáp, Giáp, những tiếng vang vang tự hào. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, nửa nước giải phóng. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội là hậu phương lớn của cả nước. Miền Nam bước vào kháng chiến chống Mỹ. Quân đội ta vừa cùng nhân dân hàn gắn những vết thương chiến tranh, vừa xây dựng rèn luyện, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu giải phóng hoàn toàn đất nước. Trung ương Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với quân ủy Trung ương đã dồn trí tuệ, công sức chuẩn bị cho lực lượng vũ trang và toàn dân trong cuộc đối đầu lịch sử với quân xâm lược Mỹ. Tổng Tư lệnh, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp
và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã xây dựng một quân đội vững về chính trị, mạnh về quân sự, đáp ứng với yêu cầu mới của nghệ thuật chiến tranh toàn dân. Dưới sự chỉ huy của ông, nhiều cán bộ trưởng thành đã trở nên những tướng tài của quân đội Việt Nam trong thời kỳ đánh Mỹ. Có thể nói, không một quân chủng, binh chủng nào trong xây dựng trưởng thành mà không mang dấu ấn của ông. Cuối năm 1967, những hoạt động của bộ đội ta rộ lên ở phía tây đường 9, nơi tập trung quân Mỹ. Trong lúc Nhà Trắng và Bộ Chỉ huy quân Viễn chinh Mỹ chờ đợi một Điện Biên Phủ mới ở Khe Sanh, thì đúng Tết Mậu Thân năm 1968, cuộc tổng tiến công của ta nổ ra trên 100 thị xã, đô thị miền Nam, trong đó có Sài Gòn và Huế, làm bàng hoàng cả nước Mỹ, Johnson buộc phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào cuộc hòa đàm tại Paris. Chiến dịch đường 9 năm Lào tháng 2 năm 1971 đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch là một trận đánh mẫu mực, làm thất bại công thức hỏa lực Mỹ cộng với binh lính ngụy mà Mỹ đặt vào đó toàn bộ hy vọng để cứu vãn sự thất bại. Mùa xuân năm 1972, bộ đội ta mở chiến dịch Trị Thiên giành thắng lợi vang dội, giải phóng thị trấn Đông Hà, thị xã Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Quảng Trị, tiêu diệt và làm tan rã tập đoàn cứ điểm phòng ngự mạnh nhất của địch. Cuộc chiến đấu ác liệt và cực kỳ anh dũng của ta buộc Mỹ phải đi đến một bản dự thảo hiệp định chấm dứt chiến tranh và rút quân Mỹ khỏi Việt Nam. Trong chống Pháp, ông đã có hai mất mát lớn. Trước tổng khởi nghĩa, vợ ông, chị Nguyễn Thị Quang Thái, một đảng viên cộng sản kiên cường, hy sinh tại nhà tù Hỏa Lò. Ngày đầu kháng chiến toàn quốc, cha ông, cụ Võ Quang Nghiêm, bị giặc Pháp bắt đưa về lao Thừa Phủ, rồi thủ tiêu. Đối với ông, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều là người thân. Những đêm hành quân, nghĩ tới những người hy sinh, nước mắt ông quyện với sương đêm. Có đêm khó ngủ, nhớ tới một cán bộ vừa bị giặc giết hại trong ngày, nước mắt ông ướt đầm gối. Ở vào tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn không quên những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, những bà mẹ có con là liệt sĩ. Trách nhiệm trước xương máu chiến sĩ thể hiện ở ông qua tinh thần cảnh giác với quân địch. Quân ủy Trung ương dự kiến sớm, Mỹ có thể dùng B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng. Đầu tháng 9 năm 1972, kế hoạch đánh B-52 của ta đã hoàn thành. Tổng cục Chính trị phát động toàn quân thi đua bắn rơi máy bay B-52. Mười tám tháng chạp năm 1972, Mỹ bất thần dùng B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng. Trong lúc địch oanh tạc, ông có mặt tại nhiều trận địa tên lửa, đến sở chỉ huy phòng không không quân kiểm tra công tác chỉ huy. Cuộc oanh tạc của địch kéo dài, tên lửa thiếu đạn nghiêm trọng. Ông chỉ thị khẩn trương lắp ráp đạn tên lửa, không dùng tên lửa bắn máy bay cường kích, giành đánh B-52. Chỉ thị này góp phần làm nên trận Điện Biên Phủ trên không.
Năm 1973, ông đến đường mòn Hồ Chí Minh, con đường đã gắn bó với ông từ khi có nghị quyết 15 của Đảng. Ông chỉ thị cho Bộ Tư lệnh 559 mở rộng đường từ Khe Cát, Quảng Bình đến Bù Gia Mập, Nam Bộ. Ông đến quân đoàn 1, quân đoàn dự bị chiến lược, trao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách. Nhiều người đã gắn bó với ông từ kháng chiến chống Pháp, nay đã trở thành cán bộ chỉ huy sư đoàn, quân đoàn. Tất cả hiểu rằng Quân ủy Trung ương và ông đang chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Hội nghị Bộ Chính trị tháng 5 năm 1973, Tổng Bí thư Lê Duẩn nói, cách mạng nhất thiết phải tiến lên bằng con đường bạo lực, nhất định ta sẽ thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị thành lập Tổ Trung tâm xây dựng kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976. Tại Đồ Sơn, Tổng Bí thư Lê Duẩn chỉ đạo Tổ Trung tâm nghiên cứu phải đánh thắng, thắng nhanh để ngụy không kịp trở tay. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định Buôn Ma Thuột là điểm đột phá. Nguyên Tư lệnh Tây Nguyên Hoàng Minh Thảo nói: vấn đề chiến thắng Buôn Ma Thuột đầu tiên phải nói đến vấn đề mưu kế chiến lược của Bộ Thống soái, mà chủ yếu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tức là ghim địch hai đầu chiến tuyến Nam Bắc, Sài Gòn với Đà Nẵng, để cho địch không thể đưa quân tổng dự bị đến cứu trực Tây Nguyên được. Vấn đề thứ hai là Bộ Thống soái và đặc biệt là Đại tướng Nguyên Giáp đã tăng cường thêm cho Tây Nguyên 2 sư đoàn nữa, làm cho ta thành quân đoàn rất mạnh và thực hiện được nhiều biện pháp chiến dịch tốt đẹp. Đòn trúng huyệt ngày 10 tháng 3 gây chấn động lớn. Quân đoàn 2 của địch tan rã trên đường rút chạy khỏi Tây Nguyên. Ngày 18 tháng 3, ông thay mặt Quân ủy Trung ương đề nghị Bộ Chính trị giải phóng miền Nam trong năm 1975, không chờ đến năm 1976. Lệnh cho quân đoàn 1 lên đường. Bộ Tư lệnh Mặt trận Quảng Đà vừa thành lập, với Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, Chu Huy Mân làm chính ủy, được lệnh tiến công Đà Nẵng. Cuộc tiến công táo bạo bất ngờ của bộ đội ta đã đập tan cụm quân ngụy lớn nhất ở bắc phần Nam Việt Nam, căn cứ quân sự liên hợp khổng lồ Đà Nẵng trong 32 giờ. Ngày nay nhớ lại, ông thấy mình đã xây dựng được một tập đoàn quân mạnh cần cho chiến thắng cuối cùng trong mùa xuân năm đó. Ông cũng đã thực hiện được ý đồ về phòng không chiến lược phía đông, sử dụng những binh đoàn của bộ và bộ đội địa phương, thành lập cánh quân hướng đông với Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, Lê Quang Hòa làm chính ủy, giải phóng các thành phố, thị trấn miền Trung dọc đường số 1, tiến về Sài Gòn. Ông viết bản mệnh lệnh ngày 7 tháng 4 năm 1975 gửi các cánh quân: thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và quyết thắng. Ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, ông đề nghị Bộ Chính trị vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, vừa giải phóng các đảo, quần đảo do quân ngụy chiếm đóng. Nhiệm vụ được trao cho quân khu 5 và hải quân thực hiện. Sức mạnh toàn dân tộc hội tụ và 5 cánh quân tiến về Sài Gòn để giành lại thống nhất cho Tổ quốc, cho ngày Bắc Nam sum họp một nhà. Cuộc trùng phùng lịch sử của cả dân tộc sau 30 năm chiến tranh. Cuộc gặp lại của những chiến sĩ vừa đi chọn cuộc trường chinh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Nhà sử học người Anh Peter MacDonald viết: với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông đã tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực chiến tranh. Khó có một vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy ở trình độ cao. Ông thường nói, ngoài việc tự học qua sách, những nhà quân sự kinh điển và cách đánh giặc của cha ông, trường học lớn của ông là chiến trường, giáo viên là đồng đội,
nhân dân đang đánh giặc, kể cả kẻ thù ở bên kia chiến tuyến. Vinh quang của chiến thắng, theo ông, thuộc về cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dẫn đường dân tộc Việt Nam ngày nay tới mọi thắng lợi. Trong những người từ nước ngoài tới xin gặp ông, có những người ngày trước ở bên kia chiến tuyến. Robert McNamara, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời hai Tổng thống Kennedy và Johnson, muốn tìm được ở ông ẩn số những sai lầm đã phạm phải trong chiến tranh Việt Nam. John Kennedy Jr., con trai của Tổng thống Mỹ Kennedy, đề nghị gặp ông. John Kennedy Jr. hỏi ông: ai là vị tướng Việt Nam tài giỏi nhất? Ông đáp: nhân dân Việt Nam. Một năm mới lại đến. Nhà sử học Đặng Bích Hà, người bạn đời cùng chia sẻ khó khăn với ông trên những chặng đường chiến đấu. Ông bà có những người con ngoan. Đây là tổ ấm của ông trong những mùa đông lạnh của cuộc kháng chiến Trường Kỳ. Vào thiên niên kỷ mới, các văn nghệ sĩ đến mừng thọ ông. Đối với những công việc mà anh đã góp về cho Tổ quốc và cho quân đội, thì nhà chúng tôi vốn là những người lính, đồng thời là những người làm công tác văn nghệ, thì chúng tôi cảm thấy là phần lợi anh rất nhiều. Hôm nay xin được thay mặt anh chị em công đoàn để đọc tặng anh mấy câu thơ. Giao mùa thiên niên kỷ, tùng bách mãi xanh tươi, ngẩng đầu mặt trời đỏ, đối ngạn một nhành mai, duyên văn còn nợ, xin hẹn mùa sau, non sông ngàn thuở, trang vàng vàng sao. Tướng võ nhưng mà gọi anh văn. Cuộc đời chinh chiến bấy nhiêu năm, mấy mươi năm, từ văn đánh giặc nên thành tướng, tướng chống xâm lăng, tướng của dân. Đấy là một khi núi rừng thiêng chính khi ca tình vinh. Là một nhà văn hóa, ông luôn có nhu cầu thưởng thức các tác phẩm văn nghệ, đọc sách, xem phim, xem triển lãm tranh, nghe hòa nhạc. Và tình cảm của những người làm công tác văn nghệ đối với ông cũng thật là sâu nặng. Em thì là một lớp người trẻ hơn chị Nga. Em nhập ngũ từ năm 1960. Em xin chúc đại sư trường sinh bất lão, trường tồn bất tử. Đại tướng luôn luôn ở trong lòng những người chiến sĩ Việt Nam, trong lòng nhân dân Việt Nam. Cuộc gặp đầu xuân giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng là cuộc gặp của tình đồng chí, tình đồng đội bền chặt. Thế hệ kế tục không bao giờ quên anh Văn, người anh cả quân đội, đại tướng tổng tư lệnh suốt hai cuộc chiến tranh. Thế hệ đi trước truyền lại trách nhiệm, niềm tin cho thế hệ sau. Tiếng dòng sông hay dòng lịch sử tuôn chảy như lời ca không dứt về chiến công thần kỳ của nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.